Hoái và Trân Như kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Mời quý vị đến với bản tin tối thứ Năm ngày 13 tháng 8 với một số tin tức đáng chú ý. Trung Quốc ngày thứ ba liên tiếp hạ giá đồng nhân dân tệ. Bắc Hàn đe dọa bắn hỏa tiễn vào Nhà Trắng và riêng Tổng thống Nam Hàn. Kính thưa quý khán thính giả, nhà tranh đấu Tạ Phong Tần từ chối làm đơn xin định cư ở Hoa Kỳ theo đề nghị của công an. Tin này được đài BBC ở London phổ biến trên trang web sáng nay, cho biết nghe được từ bà Tạ Minh Tú là em gái của bà Tần sau khi đi thăm người chị đang bị giam ở trại giam số 5 Thanh Hóa. Chuyến thăm này mới diễn ra ngày hôm qua. Bà Tú nói với BBC rằng ba cán bộ của Bộ Công an khuyên chị bà làm đơn xin định cư ở Mỹ, hứa hẹn sẽ xin giúp. Bà Tần trả lời rằng bà không làm điều này, ngoại trừ phía Hoa Kỳ trực tiếp đề nghị với bà hoặc liên lạc trực tiếp nêu ý kiến với gia đình của bà. Bà Tú cũng cho hay đến giờ chưa có người nào phía Mỹ liên lạc với gia đình về chuyện này cả. Kể thêm rằng, bà có nói với người chị rằng không cần làm đơn, phía Việt Nam cũng sẽ đẩy chị của bà ra khỏi nước. Tương tự như trường hợp họ đã làm với một tù nhân lương tâm khác là ông điếu cày Nguyễn Văn Hải. Thưa quý vị, bà Tạ Phong Tần là chủ trang blog Công Lý và Sự Thật, bị bắt hôm 5 tháng 9 năm 2011 và bị chính quyền Hà Nội kết án 10 năm tù, cáo buộc bà tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình Sự. Tháng 5 vừa rồi, nhân ngày Tự do Báo chí Thế giới, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu tên một số nhà báo đang bị chính quyền bỏ tù sai trái, trong đó có tên bà Tạ Phong Tần. Trong buổi lễ đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng bà Tạ Phong Tần bị bỏ tù chỉ vì lên tiếng vạch trần những xấu xa của chế độ. Cũng xin nói thêm, hồi tháng 3 năm 2013, bà Tạ Phong Tần được Chính phủ Hoa Kỳ trao tặng giải thưởng phụ nữ can đảm của thế giới. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc lại hạ tỷ giá đồng nhân dân tệ so với đồng đô la Mỹ thêm một lần nữa. Đây là lần thứ ba trong 3 ngày liên tiếp đồng bạc của Trung Quốc bị hạ giá. Tỷ giá hôm nay giảm thêm 1,1%, thấp hơn mức 1,9% và 1,5% mà Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc quy định ở 2 ngày trước. Quyết định hạ tỷ giá đồng nhân dân tệ được Trung Quốc nói là nhắm vào các mục đích duy trì phát triển kinh tế và hỗ trợ xuất khẩu. Nhưng trong cuộc họp báo sáng nay ở Bắc Kinh, các giới chức điều hành ngân hàng bác bỏ đồn đãi cho rằng tỷ giá đồng bạc có thể sẽ tiếp tục giảm tới mức 10%. Đồng thời nói thêm, Trung Quốc không giảm giá đồng nhân dân tệ để có thêm lợi khi đưa hàng xuất khẩu sang những nước khác. Ông Mã Vân, kinh tế gia của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc giải thích thêm rằng, từ giờ đến cuối năm, lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc sẽ tăng dựa theo những đơn đặt hàng đã có, đồng thời cũng là thời gian có những lễ lớn, người mua sắm đông hơn. Tiếp tục phần tin tối nay, thưa quý vị, vẫn chưa biết nguyên nhân gây nên hai vụ nổ kinh hoàng ở thành phố Cảng Thiên Tân của Trung Quốc, khiến ít nhất 44 người chết và hơn 500 người bị thương, trong đó có hơn 60 người ở trong tình trạng nguy kịch. Bản tin mới nhất của Tân Hoa Xã cho hay Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình ra chỉ thị phải nỗ lực tối đa để cứu các nạn nhân, dập tắt các đám cháy do vụ nổ gây nên và điều tra thật kỹ để tìm hiểu lý do gây nên vụ nổ này. Ông Tập Cận Bình cũng cam kết sẽ công bố tất cả các thông tin cho dân chúng biết. Vẫn theo Tân Hoa Xã thì có 12 người lính cứu hỏa thiệt mạng lúc thi hành nhiệm vụ. Vụ nổ xảy ra lúc nửa đêm hôm qua, lớn tới mức rung chuyển cả mặt đất, khiến người dân có cảm tưởng động đất xảy ra. Tin từ Trung tâm Thông tin Động đất Trung Quốc cho hay, vụ nổ thứ nhất tương đương với 3 tấn thuốc nổ TNT và vụ nổ thứ nhì xảy ra ít phút sau đó tương đương với sức nổ của 21 tấn TNT. Tin chúng tôi ghi nhận được cho biết cả hai vụ nổ này đều xảy ra tại một nhà kho chứa hóa chất ngay trong khu cảng Thiên Tân. Có tin nói rằng nhân viên nhà máy đang chuyển vận một số thuốc nổ thì tai nạn xảy ra. Nhưng tin này chưa được kiểm chứng bởi một nguồn tin thứ hai và chính phủ địa phương lẫn chính phủ trung ương Bắc Kinh cũng chưa nói gì về điều này. Và cuối cùng, thưa quý vị, chính phủ Bắc Hàn đe dọa sẽ bắn hỏa tiễn vào Nhà Trắng và riêng Tổng thống Nam Hàn của miền Nam nếu Hoa Kỳ và Nam Hàn không hủy bỏ ý định tổ chức cuộc thao diễn quân sự thường niên sẽ khởi đầu vào sáng sớm thứ hai tuần tới. Đe dọa này được Bình Nhưỡng đưa ra trong bản tin tuyên bố của Bộ Ngoại giao, nói rằng nhân dân và quân đội miền Bắc xem cuộc tập trận này là hành động gây chiến và Hoa Kỳ sẽ nhận lãnh những hậu quả không lường trước được. Bắc Hàn còn nói là những dàn hỏa tiễn của họ đủ mạnh để bắn tới Nhà Trắng ở Washington và riêng Tổng thống Nam Hàn ở Seoul. Có lẽ vì quá quen thuộc với giọng điệu của Bình Nhưỡng nên cả hai chính phủ Mỹ và Nam Hàn đều không lên tiếng nói gì về lời đe dọa của Bắc Hàn. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do.
Hoài và Chân Như xin kính chào tạm biệt.